Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chiến trường số 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cục diện chiến trường này nó sẽ diễn biến đến đâu. Ok. Rồi, đây là cái chiến trường số 81, chiến trường Legendary số 81 giữa các cái server 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Đó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Thì ngày hôm qua thì mình cũng chả biết là kèo nó như thế nào. Nhưng hôm nay thì thấy rằng là S6 RBL đang phụ với S1 WULF đốt được S2 rồi. S2 ngày hôm qua thì xây được cái CC ở đây và xây được vào bên trong này. Nhưng hôm nay thì họ đã bị đốt sạch ở đây rồi. Chắc là cái S1 với S6 đấm với S2. S2 thì thay vào đó là họ đã di chuyển cái bộ tư lệnh của họ lên đây. Đấy, di chuyển bộ tư lệnh của họ lên đây. Trong khi đó thì S10 đang có một pha rời CC để xây lên cầu. Rời CC xây lên cầu. Ngày hôm qua thì có một trận chiến rất ác liệt giữa S10 và S4. Là S10 đẩy được S4 về bên phía phần bên kia của bản đồ. Nhưng sau đó xây được cái phần mảnh ở dưới cái eo này. Nhưng sau đó là S4 hôm đêm hôm qua đã đẩy lại. Đẩy lại vào hôm này và S10 quyết định là di bộ tư lệnh lên đây. Đó. Để cố thủ cái cây cầu này. Và mặt bên này chắc là đường tiến công. Nhưng mà với cái thế này thì rất là khó đánh rồi. Bởi vì là S10 mà nếu như bị kẹp giữa S2 và S4 nó bo lại vào trong một khoảng đất nhỏ như thế này thì S10 sớm sẽ chui vào xếp zone làm farm và đợi đến ngày thứ 22 thôi. Đấy. Còn S4 bên này thì chủ yếu là vẫn đang xây và đốt bên này thôi. Ok, S1. Cuộc chiến giữa S1 và S3 vẫn đang rất là giằng co ở trong chính cái cây cầu này. Đây là một cái cây cầu huyết mạch và nếu như bên nào thắng được cái cây cầu này thì có lẽ là sẽ được làm chủ được cái phần mảnh đất bên này. Đấy, ngày hôm qua thì hai bên vẫn có cửa cầu. Nhưng hôm nay thì bên S1E thì họ xây dựng được lên đến phần bên này. Còn S3 thì họ đi cái đường vòng. Họ đi đường vòng bên này và xây lên đây. Đấy, buổi sáng thì mình có vào xem thì S1E đang clear tất cả những cái base của S3 nằm ở góc dưới này. Đấy, và bây giờ thì họ đang đốt lại cái làng của S3 rồi. Còn bên này thì sao, có clear được cái bay nào của bên này không? Bên này thì các cái cơ sở vẫn còn. Nhưng mà nghe chừng là S3 hình như là đang ngủ. S3 Ska đang ngủ và chưa thấy có một cái sự dấu hiệu phản công nào đối với S1 ở góc trên bên này. Cuộc chiến lúc này là cuộc chiến đua về lính dự bị thôi. Bên nào còn nhiều lính dự bị thì bên đó thắng. Rồi, trong quá trình đó thì có lẽ là vẫn tiếp tục phải xây dựng S3 Ska vẫn phải xây dựng xuống Military Lab. Bởi vì ngày thứ hai là sẽ yêu cầu chiếm cái này. Trong khi đó thì S7 DKLM rất là thảnh thơi đi thăm thú ở trên San Francisco, đúng không? Ngắm cảnh đẹp và xây dựng tái thiết lãnh thổ của mình. Đấy, bởi vì phần phía bên này chắc là cũng là đồng minh rồi thì họ cũng không cần phải care cho nhiều lắm. Và nếu không thì để chắc cú thì họ sẽ phải ke xuống dưới này, xây ra cái cầu này đi cho chắc ăn. Đấy, để tránh trường hợp là địch sau khi mở xếp zone thì địch họ sẽ xây ra đây. Đó, họ sẽ xây tele ở đây thì cũng hơi toang. Đấy, thì mình cũng lên là xây lên các cái cửa ngõ ra vào này thôi. Đó. Đó, chiến trường số 81 này thì căng nhất là ông S3 Ska đấu với S1E thôi. Còn lại thì rằng co ở trên này thì không sớm thì muộn thì S10 cũng sẽ bung sới sớm thôi. Còn có chăng là đánh để chúng ta lấy niềm vui và lấy giải trí thôi. Chứ còn S10 thì khó có thể làm được gì trong 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 cái tình huống này rồi. Đó. Xây lên đây để thủ. Ok. Đáng nhẽ nếu như mà ngày hôm qua thì họ sau khi clear xong họ xây ngay thì có phải bây giờ là có lợi thế hơn không? Nha. Yeah. Rồi, có lẽ là clip của mình về cái chiến trường này xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại anh em trong cái buổi sáng ngày mai về điểm danh cập nhật các cái thông tin về chiến trường này. Goodbye, see you.